Hai, chào các bạn nhé. Chào mừng bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay cái vườn dưa leo. Mọi người thưa vườn dưa leo cho mọi người xem nha. Vườn dưa leo bắt đầu thu hoạch rồi. Bữa trước là mình có quay nhưng mà lúc đó dưa leo nó còn nhỏ. Bây giờ bắt đầu là thu hoạch rồi nha. Rồi đi thôi. Đấy, vườn dưa leo của mấy ông chú mình này, đẹp không? Đấy. Đấy. Vườn dưa leo. Đây, có trái này. Đấy, trái. Trái dưa này, đấy. Đây, đấy. Còn nhỏ, trái này còn nhỏ. Bà cố coi mấy nhỏ chút nha. Đây. Trái này to này, thu hoạch được rồi này. Đấy. Năm nay thì gặp thời tiết nó không thuận lợi nha các bạn. Cho nên là dừa nó dừa mấy ông chú mình trồng tới giờ này mới thu hoạch, muộn mất. Bình thường mỗi năm là thu hoạch trước khoảng 2 tuần. Năm nay là do mưa dữ quá. Đấy, bên này là mấy bà thím mình đang thu hoạch này. Mình qua mình xem nha. Vườn mấy chú thím mình rất là rộng, bao la luôn. Đây. Đang hái dừa hay sao? Hay làm cái gì? À. À, nó không biết mẹ dưa leo mình tốt quá trời, nó quả chả biết hay vậy. À, à, mấy bà thím mình bà đang nhổ cỏ này, tưởng hái dưa gà gáy sáng á, gần sáng á, mà mới hái dưa, mọi người hái dưa bán. À, trời vậy đó, quả chả biết nó anh thả lên bút chu cái thằng ngựa đang nhây cũng lên bút mình. Nên mình làm bữa nay mình làm channel mình lên YouTube luôn, bảo nó đăng ký đây rồi xem. À, vậy, làm YouTube bây giờ không có lên ít lên Facebook nữa đó, mấy bà thím mình bà đang làm cỏ này đó. Nói à, đã làm cỏ này đấy. Nói cho chú cái gì chưa sao này. Biết sao cũng biết của mình chứ cũng thừa nó nói ra là anh thả đúng được số như mình quay ra đây bao la luôn. Mình không có cái flycam nên mọi người thấy ở dưới thấp thôi. Đó, bây giờ là chiều tối rồi, giờ cũng gần 6 giờ rồi cho nên là nó cũng hơi tối. Đấy. Đây, qua đây. Qua đây mình tìm mấy cái dưa đứng lớn mình quay cho mọi người xem nhé. Đâu. Đây. Đây là trái dưa nó mới rất nó mới ra mới rụng nụ này bạn. Này này. Đó. Đó, nó bằng nhỏ hơn con tay của mình. Đó, thấy chưa? Nhỏ hơn con tay của mình. Đấy. Đẹp chưa? Theo lời bà thím mình nói là sáng tầm 4 giờ á, 3-4 giờ á. Ờ, dậy sớm là hái đỡ đi kịp cái chợ buổi sáng. Đó. Cái vườn này hái buổi sáng, mỗi sáng vậy, hái cũng hay 2-300 kg dưa, 2-300 tạ dưa. Đấy các bạn. Mỗi năm thì ngồi trồng dưa ra, mấy bà thím mình còn trồng khổ qua nữa, đủ qua. Hôm nay thì mình đi xem thử bên vườn bên kia thì thử có không? Có dưa không? Đó, hai thằng nhóc của mình. Bà cố của hai thằng nhóc, bà nội của mình đấy. Đây. Đây là cây chanh này. Chanh có thứ có trái không nha. Đi qua đây. Dưa này các bạn. Đây có một trái nữa này, trái này ăn được này,
cá này ăn được, ngon lắm. Dưa này rất là ngon. Cần cho mọi người xem nha. Đấy. Đây. Và phía này. Phía này đây. Dưa thì trồng bằng hạt. Mình lấy cái hạt dưa già. Đỡ cái dưa già rất là lớn rồi mình đem phơi khô. Rồi mình để dành làm hạt giống. Năm sau là mình trồng. Dưa thì không thể ngập lụt được. Vườn mấy ông chú mình là ngập lụt liên tục. Cho nên là tới nay, tới Tết mới có trái để bán. Chứ bình thường thì nó có trái bán cũng 2-3 tuần trước rồi. Đấy. Đây nè. Cái luống này còn nhỏ nè các bạn. Luống này còn nhỏ đây. Này cái luống này mới trồng, cái luống này mới trồng cho nên là nó mới nảy mầm lên thôi. Đó. Còn bên này là cũng được trồng sâu bên cái vườn bên cạnh này. Đây. Bây giờ. Vườn này mấy cái dưa này thì phải qua Tết mới có trái bán được. Đấy. Này cũng nhỏ lắm, trái này mới ra này. Đây, mới ra thôi. Cái này thì cũng 2 tuần nữa mới có trái bán. Cái này cũng qua Tết. Hôm nay không trồng dưa leo, không trồng nó qua nè bà cố. Không trồng nó qua. Đấy, cho nên là mới. Này mấy ông chú mình toàn trồng dưa leo thôi. Vô. Ở đây thì thuộc Quy Nhơn nha các bạn. Phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, cách trung tâm thành phố khoảng 4 cây số thôi. Đấy, phía đây vẫn còn đồng ruộng này. Vẫn còn đồng ruộng, giờ này là 6 giờ rồi. Đấy, 6 giờ. Nhà mình mấy ông chú toàn làm nông thôi. Đồng ruộng này đẹp không? Nhà mình đầu tư Felica, mình sẽ quay toàn cảnh cái đồng ruộng, cái vùng quê chỗ thành phố Quy Nhơn cho các bạn xem. Đấy. Đấy. Mình ra đây chỉ cái núi đây, núi Dê này. Đấy, núi Dê. Núi Dê. Núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn. Đấy. Phía này là núi Dũng Chua.
là điển hình. Mọi người đang làm vệ sinh đường xá để ăn Tết. Rồi, chào các bạn nha. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nha. Rồi, chào các bạn. Hẹn gặp lại vào một cái video tiếp theo nha.